phát hiện sinh vật kỳ lạ với cái đầu rắn gớm ghiếc cùng bộ móng vuốt sắc nhọn khiến người xem sợ xanh mắt. Mới đây, một cô gái tên Sarah Ruan trong một lần dạo quanh vùng biển Baja California ở Mexico đã trông thấy một sinh vật kỳ lạ đang trườn bò dưới mặt đất. Mới đầu cô đã nghĩ đây có thể là một loại rắn mù bởi vì trong chúng cũng có ngoại hình tương tự như vậy. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, cô lập tức thấy rợn người vì sinh vật này có hai chân. Ngay sau đó, cô đã rút điện thoại ra, quay lại và đăng tải lên YouTube để nhờ cư dân mạng giải mã xem đây là sinh vật gì. Theo như quan sát, sinh vật bí ẩn này có đầu giống loài rắn, hai chân trước ngắn và móng vuốt giống loài rùa. Toàn thân con vật này được bao phủ bởi lớp da màu hồng nhạt, bóng nhảy nhưng lại có vảy trông rất kỳ dị. Ngoại hình của nó thực sự khiến nhiều người sau khi xem xong cảm thấy kinh hãi. Nhiều người như không thể tin nổi vào mắt mình, một số cho rằng đây chỉ là chiêu trò của kỹ thuật chỉnh sửa mà thôi. Một số khác lại nghĩ sinh vật lạ lùng này giống như kết quả của cuộc ngoại tình giữa rắn và dung đất vậy. Nhưng theo như tìm hiểu, loài sinh vật này được biết đến với cái tên là thằn lằn chuột lũi hay là Bibes biboros, chỉ xuất hiện tại vùng biển Baja California thuộc Mexico. Không giống như các loài bò sát không chân, Bibes tự hào khi có đủ cả mắt lẫn chân. Tuy nhiên, cặp mắt của chúng lại thuộc dạng chỉ để làm cảnh. Con quái vật này chỉ sử dụng lưỡi để lùng sục thức ăn trong đất tối. Đôi chi trước với 10 cái vuốt sắc khỏe thì đặc biệt hữu ích. Ở trong lòng đất, chúng được mệnh danh là vô tốc độ, luôn cần mẫn bởi đất đào hang. Thường thì Bibes thích ăn kiến, mối, côn trùng có kích thước nhỏ. Đối với Bibes, ẩn mình trong lòng đất là chiến thuật sinh tồn tuyệt vời. Còn với các nhà nghiên cứu, việc chúng cả đời không cần ra khỏi hang là một thách thức khám phá không dễ gì khai mở. Còn các bạn khán giả của Trùm Tin Bí Ẩn nghĩ sao về sinh vật này? Hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi biết nha!